Em còn anh ơi. Em còn một vườn ở bên Liên Nghĩa, Văn Giang kia anh ơi. Vâng ạ. 250 cây anh ơi. 300k ạ. Vâng ạ. Vâng vâng vâng. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Em ở Văn Giang Hưng Yên. Cây mộc lan này, cái này loại là size này, size to hơn nhá. Size to hơn, đường kính gốc của nó là 11 đến 12. Cao cây 4,5 m, cao cây 4,5 m 5 m, đường kính gốc 11 12 thì hàng này là 9 triệu nhá. Hay hàng 9 triệu ạ. Hàng này hàng to. Hàng to nhá. Đấy. Hàng này là hàng to, hàng cao hơn 4 m ạ, 4 m rưỡi. Em có bán buôn nhá. Đấy, cây cây như này là cây to này. Cây này là cây to, đường kính gốc của nó 11 12. Vành gốc to hơn và cây nó to hơn thì giá 9 triệu. Ở đây có hai phân giá nhá. Một loại giá là giá 6 triệu, một loại giá là giá 9 triệu ạ. Khải Khù Khờ chia sẻ video live, em cảm ơn anh Khải Khù Khờ. Có cả cây mộc lan trắng này. Có cây mộc lan trắng này. Mộc lan này nó cũng có rất là nhiều màu hoa nha các bác nhá. Nó có màu hồng này, màu trắng và màu vàng. Về thị trường Việt Nam mình sẽ chủ yếu là màu hồng. Màu trắng thì có một số ít. Đấy. Đây là mộc lan trắng nha các bác nhá. Mộc lan trắng ạ. Hoa rất là thơm luôn. Quả bóng chân nít này về lấy cho thằng Nguyên chủ. Mộc lan đẹp xuất sắc luôn. Bác nào mà chưa follow em thì các bác cho em xin lượt follow nhé các bác nhá. Nhà em ngoài ngoài mẫu đơn này, ngoài mộc hương ra, ngoài quất quýt, cam quýt ra, còn có mộc lan này, nho thân gỗ này, rất nhiều các mặt hàng liên quan hoa cây cảnh, cây cảnh, cây công trình, cây bóng mát ạ. Cây mai giá sao? Cây mai nếu mà mua lẻ là 1 triệu một cây ạ. Cây mai mua lẻ 1 triệu một cây. Còn nếu các bạn mua nhiều thì giá khác. Alo. Alo. Mộc lan em bán là giá. Mộc lan em bán là có hai loại nhá. Một cái loại mà em đang quay là loại em đang quay là đường kính gốc 11 12. Đường kính gốc 11 12 thì giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 9 triệu. Còn cái loại nhỏ hơn, cái loại nhỏ hơn ở phía trong này thì là giá của nó 6 triệu ạ. Loại này là 6 triệu này. Loại này cây nhỏ hơn, gốc nhỏ hơn, tán nhỏ hơn ạ. Thì giá nó là 6 triệu nhá mọi người nhá. Loại này 6 triệu ạ. Mai đây ạ. Mai 1 triệu một cây. Mai 1 triệu một cây nhá, nhưng mà toàn nở hết rồi. Trượt tép, chờ ướt chứ đừng trượt rồi. Còn mấy cái cây này đang nụ này. Chúc em mua may bán đắt nhé. Em cảm ơn chị Sushi1976 ạ. Em cảm ơn chị Sushi1976 ạ. 159 bác đang xem live của em ơi. Mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ. Bác nào chưa follow thì cho em xin lượt follow. Bây giờ em phát đến cái hàng hàng mộc hương, mộc hương tàu nhá. Mộc hương tàu nhá. Cái nào em nhà em bán là mộc tàu, em bảo mộc tàu, mộc ta, em bảo mộc ta nhá. Đây quay cho các bác cây mộc tàu để cho các bác thấy là mộc tàu và mộc ta khác nhau điểm gì. Về độ hương thơm thì thơm, nó thơm cũng gần ngang nhau đấy. Còn mộc hương tàu là bây giờ nó nuôi theo phương pháp nuôi cấy mô gần, nó gần giống mộc hương ta mình đến 90% luôn. Đây là mộc tàu bonsai nhá. Đây là lá của mộc tàu này các bác nhìn này, lá của mộc tàu đấy ạ. Mộc tàu bonsai, hoa của nó đây, hoa của mộc tàu đây. Hoa của mộc tàu đấy ạ. Cái mộc tàu này nó giống mộc ta mình đến gần như là 90% luôn.
Hàng này hàng nuôi cấy mô, giống gần y hệt luôn. Hàng dáng bonsai.